Xin chào tất cả. Xin chào cả nhà. Và tôi tin rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cấp bậc sẽ được lên trong cái đợt này. Và chúng ta ở đây thì chúng ta đều là thành viên QRI rồi và chúng ta đều biết rằng là QRI đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Và trước khi mà đến cái buổi chia sẻ của tôi được bắt đầu thì xin phép giới thiệu một chút. Tôi tên là mọi người có thể gọi tôi là Tina và năm nay là đầu năm, tức là ở mức đầu năm tuổi rồi, không muốn nói là nghe nó quá già nhưng mà với cái tuổi mà ở cái tuổi như tôi ấy, thì luôn luôn đi tìm kiếm những gì để làm cho mình được trẻ hóa, làm cho mình được khỏe mạnh. Và đặc biệt là với cái dịch bệnh như thế này, hiện nay thì tôi đi đi lại lại ở Hà Nội và Hồ Chí Minh liên tục, là hai cái vùng dịch rất là lớn như hiện nay, thì càng quan ngại hơn đó là làm thế nào để mình không bị dịch bệnh và làm thế nào để mình không bị bệnh. Thì trước đây ấy, là khi tôi 74 cân, cách đây hơn 2 năm một chút thì tôi 74 cân. Và thời điểm đấy thì tức là tôi mập ú luôn, tất cả mọi thứ đều mập, nói chung là rất chi là mập mập mập, không có chỗ nào để không mập hơn. Và tôi đi tìm kiếm các cái sản phẩm để giảm cân, trong đấy có cái sản phẩm Maqui và một cái phương pháp hỗ trợ trong spa để giảm cân. Và khi tôi giảm ấy thì nó chỉ giảm được mức là 57 56 cân thôi, chứ nó không giảm được tối đa. Và tôi dùng sản phẩm QRI thì được 6 tháng sau đấy tôi dừng. Cho đến khi tôi dùng lại QRI cách đây 4 tháng thì đến bây giờ thì tôi đã giảm được 26 cân, tức là từ 74 cân mà bây giờ còn 48 cân, 26 cân. Và khi mà giảm 26 cân thì một cái điều tuyệt vời đó là tất cả cơ thể của tôi, mọi thứ đều rất là trẻ, tức là da, mọi thứ da rẻ là cực kỳ đẹp luôn. Và nó trẻ lại giống như là tuổi 20-30 ấy, mọi thứ đều trẻ lại như vậy. Và đấy là cái bí quyết mà rất là nhiều người đi tìm kiếm những cái sản phẩm mà giảm cân ở thị trường hiện nay. Và mọi người rất là lo sợ về cái việc là dùng sản phẩm như thế nào. Thì đấy là cái câu chuyện của cá nhân tôi. Khi mà tôi giảm cân được ấy, thì tôi giải quyết được 3 vấn đề. Thứ nhất đó là kinh nguyệt của tôi rất là ít và gần như là nó là gọi tiền mãn kinh. Thì bây giờ là quay trở lại kinh nguyệt như là thời trẻ, tức là kinh nguyệt nhiều hơn và kinh nguyệt đều đặn. Thứ hai đó là cái nám của tôi á, cái nám của tôi sau khi dùng thời gian như vậy thì cái nám nó mờ đi rất là nhiều, những cái đồi mồi ở tay này này là bay đi hết luôn. Và cái điều thứ ba đó là cơ thể của tôi giảm được 26 cân nhưng mà không hề bị cơ, không hề bị sệ và các cái vết nhăn ở mặt cũng không hề bị nhăn luôn. So với cái tuổi mà đầu 50 như của tôi, hôm nay tôi đi ngồi với mấy bà bạn ấy thì là họ cười một cái là vết nhăn hết tất cả mọi thứ mà tôi không bị. Thì đấy là những cái mà mình đạt được, còn ngoài ra thì mình thấy rất là khỏe. Và cái điều nữa đó là trong cái dịch bệnh Covid này, lúc nào đi đâu ở đâu trong túi của tôi cũng có cái lọ energy, tức là lọ viên tím ấy, tại vì trong đấy nó có gừng và nó có cái viên Maqui, có cái quả Maqui để cho đề phòng được dịch bệnh. Và gừng là nóng ở trong cơ thể thì và có những cái con Covid vào trong thì mình sẽ tăng được cái sức đề kháng ấy, để chống lại những cái con virus mà mới khi mà đưa vào cơ thể. Để cái sức khỏe của chúng ta, sức đề kháng tốt thì nó sẽ phát hiện ra những cái virus mới và nó tiêu diệt trước khi là nó lan truyền, nó làm ổ trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là chúng ta cần làm cái gì cũng cần, đó là cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là khuyến cáo của Việt Nam, đó là những anh chị nào mà là F0 và là những F0 nặng và F0 nhẹ thì chúng ta đều phải tăng cường dinh dưỡng, tức là bổ sung các vitamin thiết yếu và tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt là những cái chất xơ hay là những cái chất vitamin hoặc là những chất mà làm cho tăng được cái sức đề kháng và toàn bộ cái cơ thể của chúng ta được kích hoạt. Thì QRI cũng là một trong những cái lựa chọn của tôi. Và tôi đã dùng rồi thì tôi dùng rất là chăm chỉ. Chính vì thế tôi đạt được một cái hiệu quả, đó là sự thay đổi của bản thân mình. Ngày hôm nay thì với cái góc nhìn của tôi về thị trường kinh doanh online và cũng tại sao lại thị trường kinh doanh theo mạng hay là network marketing quay trở lại ấy, thì vì là dịch bệnh cho nên là dịch bệnh sẽ còn diễn ra một vài năm tới chứ không phải là hết ngay được. Chúng ta phải tiêm đến 3-4 mũi vaccine, thậm chí là 6 mũi. Tức là chúng ta sẽ tiêm 3 mũi, sau đấy cách nhau đợt này sẽ là 3 mũi, sau đấy là 6 tháng sau sẽ tiêm lại một mũi nữa và 5 năm sau chúng ta sẽ tiêm lại một mũi nữa cơ.
Cho nên là với cái dịch bệnh như thế này thì chúng ta mới có cái sự miễn dịch, và những cái loại vaccine mới sẽ ra đời để chúng ta có thể tiêm đến mức đến cái mức là 6 mũi. Và những cái con COVID, những cái con mà virus như này nó luôn luôn biến đổi. Vì thế cái việc của chúng ta cần nó là chăm sóc sức khỏe. Và thứ hai đó là cái chia sẻ cái sự chăm sóc sức khỏe này đến cho nhiều người. Vì ma quy sẽ điều chỉnh được vóc dáng cho chúng ta và làm cho chúng ta trẻ hóa. Và cái điều nữa đó là gì? Chúng ta còn có kinh doanh ấy, thì nó là một cái nghề kinh doanh mà không gây hại cho ai cả. Nó không có gây hại cho ai cả mà nó làm cho chúng ta là gì? Trẻ đầu tiên, khỏe đầu tiên. Và chúng ta không phải ôm hàng, cũng không phải là làm cái gì nó quá vất vả. Thì đấy là những cái mà tôi nhận thấy ở Quyari. Cái điều nữa đó là chúng ta sẽ cùng tôi nhìn qua một chút cái điểm qua thị trường của Quyari để chúng ta thấy rằng là đây là cơ hội hay không. Và trong lúc mà nói chuyện với quý vị và các bạn thì bên công ty luật vẫn đang nói chuyện với lại Mr. Bob Reina, tức là giám đốc phát triển thị trường của Quyari để tôi họp bằng cái điện thoại khác để bên công ty luật bên phía tôi để tư vấn cho công ty Quyari để vào thị trường Việt Nam á. Đấy thì thực ra Quyari đang rất là mong muốn để vào được thị trường Việt Nam và thực sự là họ đang chuẩn bị cho cái thị trường Việt Nam của mình. Vậy thì Quyari nó có một cái điều đó là bao giờ nó cũng là cơ hội nhưng mà nó cũng là thách thức. Và cái cơ hội ở đây ấy là gì? Những cái ngành kinh doanh online, đặc biệt là những cái công ty mới gần đây. Tôi không nói là những công ty cổ, tại vì những công ty mới gần đây với cái sơ đồ trả thưởng và chính sách trả thưởng mới như bây giờ thì cái thu nhập của những người làm hệ thống, những người xây dựng hệ thống thu nhập thụ động, họ có mức thu nhập rất là cao, tức là từ 700.000 đô cho đến 1.800.000 đô. Nó rơi vào chục tỷ một tháng cho đến gần 50 tỷ một tháng. Nếu như quý vị kinh doanh bất kể một sản phẩm nào và với có cái mức thu nhập như vậy thì đấy cũng là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Nhưng nếu như với những người khởi nghiệp, với những người đang dịch bệnh và với những doanh nghiệp đang cái vấn nạn của các rất là nhiều doanh nghiệp đang phải đối chọi với lại thực tế như thế này, thì để chúng ta có thể xây được một doanh nghiệp online và để chúng ta có thể xây dựng được những cái nguồn thu nhập thụ động thông qua cái hệ thống gọi là B2C, tức là bán hàng trực tiếp như thế này, thì đây cũng là một cơ hội. Thì cái ngành này thực sự là nó rất là phát triển và nó giúp cho mọi người không phải bỏ vốn nhiều. Thì Quyari là công ty như thế nào? Quyari mới có 2 năm thôi nhưng họ được xếp hạng năm khi mà bắt đầu Quyari có giấy phép về network năm 2020 thì tốc độ tăng trưởng của Quyari rất là cao. Họ được xếp hạng là công ty top 1 tăng trưởng trên thế giới, tức là tốc độ tăng của họ. Thứ hai đó là đánh giá của các nhà phân phối và đánh giá của những người tiêu dùng Quyari thì được đánh giá là top 2. Đấy, thì họ được đánh giá là công ty top 2 trên thế giới. Và cái top này nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Lý do là gì? Lý do là gì? Bây giờ họ mới được 2 năm. Nhưng nếu như Quyari quay trở lại là nếu như Quyari mà họ 1 năm nữa, 2 năm nữa thôi thì cái top này nó sẽ thay đổi. Quyari có thể lên top 3, thậm chí là lên top 1. Lên top 3 hay top 1 thì cũng đồng nghĩa với cái việc là thu nhập và doanh số của công ty Quyari trên thế giới sẽ tăng trưởng. Tăng trưởng rất là nhiều luôn á. Và lúc đấy thì nhiều người có thu nhập ở cái mức là 500.000 đô hay là triệu đô một tháng. Thì 500.000 đô thì nhiều người sẽ có mức thu nhập ở mức là chục tỷ cho đến là 50 tỷ một tháng. Hình như là bạn nào đang mở mic. Vậy thì chúng ta chờ đến khi công ty Quyari đạt được cái mức độ là tốc độ tăng trưởng top 1, top 3 hay là chúng ta ở thời điểm này. Tại vì với Quyari thì họ là công ty mới. Thực sự là tháng 10 năm 2019 là họ thành lập. Nhưng mà phải mất 1 năm, tức là đến tháng 10 2020 thì họ mới biết cái cách làm thế nào để đưa được cái Quyari này ra thị trường quốc tế. Vì họ là công ty về công nghệ. Thứ hai đó là đến từ tháng 10 2020 cho đến bây giờ thì mới được 1 năm, hơn 1 tháng thôi, thì họ đã đạt được là cái công ty top 10 trong công ty thế giới, tăng trưởng trên thế giới. Nếu như để cho Quyari 1-2 năm nữa thì họ lại lọt vào top 5, top 3 và top 1 trong cái sự tốc độ tăng trưởng của thế giới và cái doanh số của Quyari trên so với lại toàn thế giới vào những cái công ty gọi là network marketing. Vậy thì thời điểm này là cái thời điểm đúng, thời điểm chuẩn để nhiều người quan tâm đến ngành network marketing, đặc biệt là ngành dinh dưỡng. Nó thực sự là sẽ là phát triển.
Và Quillary cũng không bỏ qua cái nghiên cứu của những giới khoa học, đó là Tổ chức Y tế Thế giới, và họ mua cái bản quyền của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là thông qua cái quả ma quy, và cái nghiên cứu đó đó là quả ma quy X. Thì cái quả ma quy này á, nếu như quý vị biết tìm hiểu về quả ma quy, thì cá nhân tôi tìm hiểu thì tôi thấy rằng là quả ma quy thực sự là hấp dẫn. Tại vì là nó có hai cái hoạt chất mà không ở đâu có được. Nếu như quý vị dùng quả ma quy cũng có thể trồng ở Việt Nam, nhưng mà cái hoạt chất này nó sẽ không cao. Đó là hoạt chất anthocyanin và cái hoạt chất thứ hai đó là delphinidin. Hai cái này ấy là tất cả những cái sản phẩm mà uống để cho quý vị làm trẻ hóa thì họ đều có, nhưng mà họ là hóa chất. Còn ở đây nó là tự nhiên do cái quả ma quy ở cái vùng gọi là vùng Chile ấy, do các cái thổ dân ở đó, bởi vì cái vùng đấy nó bị tầng ozone nó bị thủng, tức là mặt trời, tia mặt trời nó chiếu xuống và làm cho cái quả ma quy này để tồn tại được, nó bắt buộc phải sản sinh ra hai cái chất này. Đây là hoạt chất hoàn toàn tự nhiên. Chính vì thế nó có cái tác dụng là chống oxy hóa rất là mạnh, và nó giúp cho cơ thể của chúng ta là dùng không chỉ giải quyết được một thứ mà nó giải quyết được mấy thứ liền. Thứ nhất đó là trẻ hóa, thứ hai nếu như chỉ đầy đủ vitamin thôi thì công ty nào cũng có, thực sự là công ty nào cũng có. Thứ hai đó là gì, cái mà trẻ hóa trong cùng một sản phẩm thì ít công ty có được, nhất là hai cái hoạt chất delphinidin và anthocyanin mà của ma quy có ấy, thì ít công ty có được. Tại vì ở đây ấy, nếu một cái quả trái cây mà chúng ta biết trên thị trường, chúng ta vẫn ăn liệu, ăn trái nhàu, ăn trái acai, ăn măng cụt, ăn việt quất, thậm chí là ăn nữ hoàng các loại hạt, ăn mắc ca chẳng hạn, thì quý vị vẫn ăn những cái hạt đấy, nhưng mà để mà cái hoạt chất gọi là hoạt chất chỉ số ORAC ấy, chỉ số ORAC là cái chỉ số mà chống oxy hóa ở trong thực phẩm ấy, thì quả ma quy này nó gấp 30 lần so với bất kỳ cái gì mà chúng ta biết hoặc là chúng ta ăn trước đây. Vì cái tuyệt điều tuyệt vời của cái quả ma quy này, cho nên là tiến sĩ John Hanke đã đưa ra một cái công thức trong cái chế biến sản phẩm của Quillary, và họ đưa ra thị trường cái sản phẩm. Vậy thì với công ty Quillary khi đưa ra thị trường thì họ đẩy ra hai cái sản phẩm, đó là Quillary sách bột cung cấp đủ dinh dưỡng vitamin thiết yếu như bao nhiêu công ty khác, nhưng mà nó khác đó là nó có cái chất, có cái hoạt chất làm trẻ hóa. Thứ hai, nó có đầy đủ chất xơ, và thứ ba đó là làm sạch các cái thành mạch và mỡ nội tạng, mỡ bẩn ở trong cơ thể, mà nó điều chỉnh lại vóc dáng. Vì nó làm sạch mỡ cho nên nó điều chỉnh vóc dáng. Thế nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi phải giảm cân thì tôi mới có nhu cầu dùng Quillary, nhưng không phải. Với Quillary sách thì nó dùng cho tất cả mọi người. Chúng ta khi mà dùng sẽ cung cấp đủ vitamin dưỡng chất, làm sạch cơ thể và tự cân đối cơ thể lại và làm trẻ hóa. Cung cấp một chất nữa mà ít cái sản phẩm có được, đó là cái men vi sinh, tức là probiotic. Đấy, thì Quillary nó có đủ các cái phần như vậy. Cho nên quý vị không cần là giảm cân, chúng ta cũng sẽ tự làm sạch được cơ thể khi mà dùng Quillary sách. Còn nếu ai giảm cân thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở viên Energy, chúng ta dùng cho nó hiệu quả. Người bình thường thì chúng ta sẽ dùng 1-2 viên, còn người mà cái cơ địa của chúng ta là mỡ tích lâu năm thì chúng ta có thể dùng 3 viên trên ngày để cái hiệu quả của giảm cân. Tại vì có những người cái cơ địa mỡ tích quá lâu rồi, béo quá lâu rồi, mỡ quá chắc rồi, thì chúng ta sẽ phải dùng ở cái mức là 3 viên để cho kích hoạt cái đốt mỡ đó nhanh hơn. Nhưng mà nó không có cái gì gọi là hóa chất đâu, vì nó hoàn toàn là quả bứa này, và cái gừng này, củ gừng ấy, và cái chrome, tức là để cho cân đối cái mỡ ở trong cơ thể, chuyển hóa mỡ. Vì chúng ta nếu mà béo phì thì là rối loạn chuyển hóa mỡ. Cho nên với cái Quillary sách cung cấp đủ dinh dưỡng để chống rối loạn chuyển hóa rồi, thì cái Quillary Energy giúp chúng ta cân đối lại toàn bộ cái mỡ và các cái làm sạch toàn bộ nội tạng. Với cái hệ thống hoạt động của công ty Quillary thì công ty Quillary đã ký quỹ ở hơn 70 quốc gia. Và hiện nay với cái ký quỹ hơn 70 quốc gia như thế, thì nếu quý vị trung bình tính một nước, một quốc gia thì nó là khoảng là 500.000 đô tiền ký quỹ, bao gồm là tiền tiền ký thẳng và tiền lót tay chẳng hạn, để mà làm thủ tục để ký quỹ được chẳng hạn. Thì nhân 70 quốc gia thì nó đã rơi vào hơn 40 triệu đô rồi. Nếu mà quý vị nhân 40 triệu đô mà nhân với tiền Việt nhân với 23 ra thôi, thì nó đã mất hàng ngàn tỷ để ký quỹ, tức là đặt cọc vào trong kho của một cái quốc gia khi họ muốn xin giấy phép. Vậy thì một công ty, chưa kể tiền đầu tư, chưa kể tiền hàng hóa, chưa kể các hệ thống vận hành, mà tiền ký quỹ họ đã đầu tư hàng ngàn tỷ như thế,
thì theo quý vị họ sẽ làm ngắn hạn hay là dài hạn? Mà họ là người có tiền hay là họ là người không có tiền mà phải chờ một thành công, chờ có được doanh số rồi thì họ bắt đầu mới mở các cái quốc gia khác. Nếu như hàng nghìn tỷ như thế để đầu tư ký quỹ thôi thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt, tại vì là công ty đó là thực lực, là họ có tiềm năng, họ có tiền, họ chọn lựa cái sản phẩm nó phải thực sự tốt vì họ chi hàng nghìn tỷ để ký quỹ như vậy. Và thứ hai đó là gì? Chính vì thế với cái chi phí hàng nghìn tỷ để ký quỹ thì đây là một cái sự lựa chọn của những cái công ty mà không phải mới nữa, không phải đắn đo nữa là họ có bị đai hay không, tức là bị chết hay không. Khi mà chúng ta lựa chọn chưa kịp công ty thành công, chúng ta chưa kịp thành công thì công ty đã bay mất rồi. Thì với QRI thì thứ nhất là họ ký quỹ cái số tiền đầu tư lớn như vậy. Thứ hai đó là họ đầu tư vào thị trường đã 2 năm và bây giờ khẳng định được, thứ nhất là về sản phẩm, thứ hai là về sơ đồ kinh doanh, nó đang rất là hot, đang rất là hấp dẫn. Và thứ ba đó là gì? Cái sản phẩm, nếu như quý vị tìm kiếm rất là nhiều công ty trên thị trường hiện nay và thị trường Việt Nam làm tiền thị trường, nhưng mà để mà có được cái sản phẩm có cái hoạt chất như quả ma quy thì ít công ty có được. Họ hoàn toàn gần như là những cái sản phẩm truyền thống do những cái trái cây bình thường mà chúng ta biết trước đây thôi. Còn cái hoạt chất để có được như quả ma quy thì quý vị mà ăn phải 30 cân cái loại quả khác mới bằng được 1 cân ma quy. Nếu mà như thế thì quý vị sẽ thử so sánh cái hàm lượng nó hoàn toàn khác nhau, và các công ty khác đang phân phối những cái sản phẩm nó gọi là kém về cái hàm lượng về về chỉ số ORAC, tức là chỉ số trẻ hóa như vậy, là kém gấp QRI gấp 30 lần. Tức là chúng ta ăn 30 cân cái loại quả kia thì mới bằng 1 cân cái quả ma quy. Cho nên nó được gọi là gì? Trái cây số 1, thực phẩm số 1 thế giới. Thứ hai đó là về xu hướng kinh doanh online. QRI đã tập trung, tại vì họ là công ty gốc là công nghệ, tại vì ông giám đốc công ty là giàu lên nhờ cái công ty công nghệ, cho nên gốc của công ty công nghệ. Vì thế ông đấy tập trung vào xu hướng kinh doanh online và ông giải quyết được một cái câu đó là gì? Hàng hóa và kho bãi. Nếu như mà quý vị đã từng kinh doanh rồi, tôi nghĩ rằng là quý vị ở đây đã từng bán một cái gì đấy rồi. Nếu như chúng ta kinh doanh một sản phẩm gì đó để mà khi khách hàng đặt đơn, từ cái đơn đấy chúng ta phân ra là đơn nào ở tỉnh nào, ở huyện nào, ở xã nào, rồi bắt đầu mới chuyển phát cho cái đơn, cái đối tượng đó, rồi chuyển đi từng tỉnh, từng xã, nó đã là mệt, rất là đứt hơi rồi, thật rất là mệt xù hơi rồi. Nhưng mà ở đây họ dùng công nghệ hết, với 200 quốc gia khi mà đặt hàng như vậy thì lập tức là toàn bộ hệ thống công nghệ nó phân loại ra và nó chuyển từng phần và chỉ trong 1 tuần đến 2 tuần. Còn nếu mà không có dịch thì người ta đã nhận được hàng rồi, trong vòng 1 tuần, như đợt trước bọn tôi đặt là trong vòng 1 tuần đến 10 ngày đã nhận được hàng rồi. Vậy thì ở đây là cái thể hiện là cái công ty về công nghệ của họ rất là tốt. Cái thứ hai nữa đó là về cái công ty mà trả tiền. Nhiều công ty khi mà chúng ta tham gia cái dịch vụ về về trả thưởng và hoa hồng ấy thì họ phải mất cả tuần họ mới trả cho quý vị một lần. Nhưng với QRI là gì? Tiền mua hàng xong là tiền hoa hồng chảy về tài khoản. Có nghĩa là nó chỉ trả không phải là trong 5 phút mà chỉ trong vài giây thôi. À, vì thế với cái hệ thống mà được kết nối giữa QRI và hệ thống ngân hàng, ngay lập tức tinh tinh như thế thì ít công ty làm được. Đó là họ cũng phải dùng công nghệ. Vì cái lý do đó là họ đã có được một cái thước đo, đó là 2 năm để đo được hơn 200 quốc gia về cái kho hàng, bến bãi và hệ thống trả thưởng, cũng như là kết nối với các hệ thống ngân hàng để làm được cái hệ thống thẻ và run được cái hệ thống đó. Và thứ ba đó là cái sơ đồ trả thưởng của QRI nó rất là ổn, vì hiện nay nó được đánh giá là chi trả hơn 60%, nó là một công ty chi trả cao nhất thế giới hiện nay. Và chúng ta tìm hiểu thì chúng ta đều biết là sơ đồ QRI có 7 cái khoản hoa hồng kiếm tiền. Vậy thì chúng ta đang mong muốn điều gì? Mỗi một cá nhân chúng ta đều đang làm một công việc gì đó, đúng không nào? Như cá nhân tôi cũng thế, chúng tôi đều đang làm một công việc gì đó, nhưng mà chúng ta đều mong muốn là xây dựng một hệ thống kinh doanh thu nhập thụ động. Mà nếu ai nói với tôi rằng là quý vị có muốn, tức là kể cả có tiền rồi, thì quý vị có muốn có thêm 10.000 đô một tháng không? Nếu muốn thì comment vào trong chat giúp tôi, đó là số 1. Tôi muốn hỏi quý vị rằng là nếu quý vị muốn có thêm 10.000 đô thu nhập một tháng mà không phải ôm hàng, không phải kho bãi, không phải lo kiểu như là tiền để ship hàng hay ôm một đống mới được chiết khấu từ tất cả mọi thứ đã có, anh chị chỉ việc mỉm cười thôi mà dùng sản phẩm thôi, mọi thứ QA lo hết rồi đấy. Và chúng ta có một cái cơ hội, đó là ngoài cái việc là mỉm cười và dùng sản phẩm, và thì chúng ta có một cơ hội, đó là có thu nhập, đặt mục tiêu có được cái thu nhập là thụ động 10.000 đô một tháng.
Ở đây tôi nhìn thấy khá là nhiều các cái comment. Và các chị cũng giống như tôi, đó là cần tìm kiếm một cái phương tiện để chúng ta đạt được cái việc đó. Thì Internet thực sự là nếu như chúng ta tìm kiếm được một cơ hội tốt rồi thì cái việc là lan truyền trên Internet hiện nay nó đang lan truyền rất là rộng và rất là mạnh mẽ. Và chúng ta lan truyền bằng các cái phương tiện và công cụ khác nhau, cho nên một công ty tốt, một cơ hội tốt, một sơ đồ tốt thì chúng ta làm hay không làm thì tốc độ tăng trưởng nó vẫn tăng trưởng. Cho nên hiện nay rất là nhiều người ở thị trường Việt Nam mới bắt đầu kinh doanh với QRI trong 1-3 tháng nay thôi, nhưng họ đều đạt được cái thu nhập là 10.000 đô, thậm chí là 30.000 đô một tháng, vì là họ chọn làm và họ làm quyết liệt. Và Internet và cái thông tin thì nó không chờ chúng ta như ngày xưa là phải chờ người nọ ghé tai người kia kể câu chuyện đâu. Tại vì kể câu chuyện bây giờ thông qua online nó rất là mạnh. Cho nên Internet nó làm cho cái quá trình kinh doanh đó nó xảy ra nhanh hơn, vì nó là sự kết nối toàn cầu rồi. Một một cái quả bom nổ ở đâu đó thôi thì toàn cầu ngày ngày ngay lập tức sẽ biết trong vài giây. Thì cái nếu như công ty QRI là một công ty thực sự tốt như vậy á, thì cái sự lan truyền, cái sự tăng trưởng nó là một cái mảnh đất tốt như vậy ấy. Thì một cái mảnh đất như thế này nó không còn là ở trên sơ đồ vẽ nữa, vì nó đã thực thi được 2 năm rồi. Thứ hai nữa là nếu nó thực thi được 2 năm rồi thì ở thị trường Việt Nam hiện nay thì nó không còn là mảnh cái cánh rừng mà gọi là cánh rừng nguyên sinh nữa, tức là không có đường đi nữa. Vì hiện nay toàn bộ đã có tất cả những dịch tiếng Việt ra này, cái hướng dẫn tiếng Việt này, cá nhân tôi với lại đội ngũ BYT Group, tôi là cố vấn và của BYT, cũng là một trong những thành viên của BYT, thì đã làm tất cả những cái thứ đó rồi. Và nhiều người trong BYT Group đã cống hiến những cái công sức của mình để tạo ra được một cái đường mòn, đó là từ A đến Z đối với lại QRI rồi, cách làm tất cả mọi thứ rồi. Thì quý vị chỉ còn là gì, nó lựa chọn nó là một cái phương tiện hay không, và bắt đầu kinh doanh với nó với một cái tốc độ, đó là tốc độ của Internet, chứ không còn là cái tốc độ của chúng ta đi xe đạp nữa. Hiện nay chúng ta đang đi với tốc độ xe đạp là chúng ta sẽ bị hít khói lại phía sau đấy. Tại vì là rất là nhiều người người ta bắt đầu chạy với một cái tốc độ gọi là tốc độ Internet rồi. Đấy, thì cho nên là với cái cấp số nhân như hiện nay ấy, thì nếu như quý vị chỉ cần là chia sẻ cái QRI cho 2 người, cho 3 người, cho 4 người, thì cái hệ thống của quý vị sau 6 tháng, 1 năm nó lên đến 1.000 người, 16.000 người, hàng trăm nghìn người sử dụng sản phẩm. Và quý vị nhìn thấy là gì? Tôi không nói điêu, tại vì là nếu như Herbalife tôi biết cách đây 20 năm thì hiện nay mạng lưới phân phối, hệ thống phân phối Herbalife ở Việt Nam nó lên đến hàng hàng vài trăm ngàn người. Và thu nhập thụ động của những người làm Herbalife thời kỳ đầu tiên bây giờ cũng toàn là vài tỷ, 4 5 tỷ một tháng. Và họ thu nhập thực sự là thu nhập thụ động. Hoặc là Unicity cũng như vậy. Unicity thì những cái anh mà đứng đầu Unicity hiện nay cũng chỉ về hưu mới đi xây nhà trên trên những quả đồi thôi. Và anh ấy cũng thu nhập tiền tỷ một tháng mà chả phải làm cái gì nữa, vì anh ấy bỏ cái công thời điểm đầu anh làm với một cái tốc độ nó gọi là điên. Thời điểm đấy tôi chứng kiến để anh ấy có được cái thu nhập thụ động như bây giờ, và sản phẩm nó không bao giờ hết mốt nếu như nó thực sự tốt. Nó không bao giờ bị ngay và luôn 6 tháng 1 năm rồi nó bay mất. Và người ta dùng thành thói quen. Thì cái cấp số nhân của nó là như vậy. Và với cái query hiện nay ấy, thì là đó là những cái gì mà cái góc nhìn của cá nhân tôi về công ty query, cũng như là về cái sơ đồ trả thưởng của query. Ở đây thì có anh chị nào chưa hiểu về sơ đồ trả thưởng của query có thể cho tôi xin số 1 không, để tôi sẽ xem là ở trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay, trong room của chúng ta ngày hôm nay là bao nhiêu người đã hiểu về sơ đồ query rồi và bao nhiêu người chưa hiểu. Thì để tôi sẽ chia sẻ phần 2, đó là phần 2 thì nó không còn nói về 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 sơ đồ nữa, và phần sau này của tôi ấy, thì nó hoàn toàn là chỉ nói về cái cách làm thế nào chúng ta có 10.000 đô một tháng. Anh chị nào chưa hiểu về sơ đồ QRI không? Tùng 8:35, 8:40 là không phải. Có nghĩa là các anh chị ở đây đã hiểu hết về sơ đồ rồi đúng không? Tôi sẽ không phải nói lại sơ đồ nữa. Ok. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái cách, đó là làm thế nào để chúng ta đạt được cái cấp bậc cao nhất ở QRI một cách nhanh nhất để chiếm lĩnh thị trường. Tại vì khi chúng ta đạt được cấp bậc rồi thì chúng ta sẽ mới hút được, mới tạo được cái sức hút.
cấp bậc thì đồng nghĩa với việc là thu nhập thôi, nhưng mà chúng ta phải lên cấp một cách là có kế hoạch. Với Query thì chúng ta sẽ có 7 gói, 4 cái pack, 4 cái lựa chọn để chúng ta sử dụng sản phẩm và chia sẻ cái sản phẩm gieo hạt, tôi hay gọi là gieo hạt sản phẩm này cho người khác. Thì gói 1 nó là một pack, hiện nay đô ngày hôm nay thì khá là rẻ, có 3 triệu tư bao nhiêu? 3 triệu, chưa đến 3 triệu rưỡi một bộ đúng không? Ngày hôm nay mua hàng ngày hôm nay chúng tôi đặt hàng có 3.420.000 đồng một bộ sản phẩm. Và nếu với gói 1 thì chúng ta có 75 điểm. Gói 2 là có 2 bộ sản phẩm. Thì 3 triệu tư nhân đôi thì quý vị tự nhân, tức là 3 triệu tư ngày hôm nay mua hàng rất là rẻ, tại vì đô ngày hôm nay có thể là rẻ. Gói 4 là pack 4 là có 4 bộ sản phẩm và pack 7 là có 10 bộ sản phẩm. Cho nên pack 7 thì giá của pack 7 là 34 triệu. Với ngày hôm nay, ngày mai có thể giá khác nhé, tại vì đô của mỗi một ngày khác nhau đấy các anh chị ạ. Ngày mai thì có thể là 35 triệu, có thể là hơn 35 triệu một chút. Mỗi một ngày giá đô quy đổi nó sẽ khác nhau. Và khi chúng ta mua hàng, sử dụng sản phẩm, thì chúng ta nên chọn cái pack đó là pack 7. Tại vì quyền lợi cách pack 7 ấy, chúng ta có 6 tháng để thưởng. Thưởng nó gọi là thưởng nhanh, thưởng nóng. Cái 6 tháng này ấy là khi điểm của chúng ta tích lũy đủ 1.000 điểm cá nhân, chúng ta khi mà chúng ta giới thiệu các F1 ấy, đủ 1.000 điểm thì chúng ta sẽ được thưởng 500 đô. Cho nên chúng ta giới thiệu nhiều F1 thì cái thưởng 500 đô này nó rất là nhiều. Cho nên ở cái pack 1 này thì chúng ta chỉ có 1 tháng thôi, nhưng mà với pack 10 này, pack 10 bộ sản phẩm ấy, thì cái pack mà thứ tư, quyền lựa chọn thứ tư ấy, thì chúng ta sẽ có là 6 tháng để thưởng. Nhưng mà cái pack thứ tư này về kinh nghiệm của tôi thì thường là sẽ không đủ sản phẩm để chia sẻ cho người khác. Và cái thưởng đầu tiên mà khi chúng ta có được cái thu nhập đó là thưởng 1.040 đô. Đó là khi chúng ta lên được cấp bậc Star. 1.040 đô khi chúng ta lên cấp bậc Star. Thì nếu như chúng ta lên cấp bậc Star, đây tôi ví dụ là các anh chị giới thiệu ra 2 F1. Và 2 F1 này mua ở mức là pack 7. Pack 7 là có 10 bộ sản phẩm. Tại vì thường tôi chia sẻ với mọi người ấy là trong gia đình người ta sẽ 1 đến 2 người sử dụng rồi. Cho nên họ thường là sử dụng ở pack 7 luôn. Và nếu người nào kinh doanh thì càng cần phải dùng pack 7 để khi chúng ta đi gieo hạt ấy, là những người cần hàng là chúng ta đưa hàng cho họ luôn. Và sau đấy chúng ta có thể đặt lại, tức là chúng ta thu tiền về, sau đấy chúng ta có thể đặt lại. Cho nên nếu chúng ta không có hàng thì chuyển đổi cho họ thì chúng ta sẽ bị chậm trong quá trình là hàng chuyển từ nước ngoài về, giống như chúng ta mua Lazada bây giờ phải chờ cả tuần. Đấy thì chúng ta sẽ bị chậm đến sự phát triển của mình. Chính vì thế nếu như chúng ta có 2 F1 trực tiếp và cái thưởng ở đây khi mà 2 F1 trực tiếp này đều tham gia pack 7 thì chúng ta sẽ có khoản thưởng thứ nhất, đó là thưởng trực tiếp. Hoa hồng trực tiếp là sẽ được với pack 7 này là 250 đô. Nhân với 2 người thì chúng ta sẽ khoản thưởng đầu tiên đó là 500 đô. Khoản hoa hồng thứ hai đó là hoa hồng thưởng nhanh. 2 pack 7 này cộng lại là có 500 điểm, cộng 500 điểm là chúng ta có 1.000 điểm. 1.000 điểm này thì chúng ta sẽ được thưởng nhanh 500 đô. Và hoa hồng nhóm, tức là hoa hồng cân nhóm, hoa hồng cân cặp, mỗi một nhóm đạt 200 điểm thì chúng ta được hoa hồng nhóm từ 20 đô cho đến 40 đô. Ở đây thì với cấp bậc này thì chúng ta chỉ được 20 đô thôi. Cho nên ở 500 điểm thì chúng ta sẽ có 2 lần cân nhóm, 2 lần cân cặp, 2 lần cân nhóm. Và 20 đô nhân 12 thì chúng ta có 40 đô. 500 cộng 500 cộng 40, tức là tổng chúng ta sẽ có thu nhập là 1.040 đô cho cái cấp bậc là đạt Star. Và nếu như quý vị chỉ cần là mỗi một tháng chúng ta đặt mục tiêu là có 2 F1 mới, 2 khách hàng mới sử dụng, thì dù chúng ta có ngồi ở nhà dịch Covid thì chúng ta cũng có thu nhập đều đặn là 24 triệu một tháng. Quý vị có thấy rằng là 24 triệu một tháng với cái việc là ngồi ở nhà chia sẻ cách phòng tránh Covid và nâng cao sức khỏe, sức đề kháng của mình, cộng với lại là giúp người khác có một cái cơ hội đó là sử dụng trải nghiệm sản phẩm để bắt đầu với một cái sự nghiệp đó là gieo hạt cho cái doanh nghiệp kinh doanh online của mình. Nếu mà quý vị thấy tuyệt vời thì có thể cho tôi xin số 8 được không? Tại vì rất nhiều doanh nghiệp đầu tư rất là nhiều nhưng mà để mà đạt được như thế vô cùng là khó luôn ấy. Tôi cũng tự cho tôi xin số 8 để tôi có động lực nào. Cảm ơn Mai Lan. Đó. Và với cái cấp bậc Star này thì nó quá dễ để mà chúng ta lên luôn.
nó không còn gọi là đầu tư, vì nó là đầu tư cho chính bản thân mình. Đầu tư cho chính bản thân mình. Và đầu tư khi mà chia sẻ với người khác, người ta chưa kịp đặt hàng thì mình có hàng để thu tiền của họ, xong đổi sau khi họ đặt hàng lại thì mình lấy hàng về để mình có thể phát triển. Và cái cách đó là cái cách mà chúng ta có thể có được thu nhập là 24 triệu một tháng với cái việc đó là giới thiệu 2F1 thôi. Mà 2F1 này thì nó sẽ là cấp số nhân. Còn có những người mà nói rằng là à, tiền sản phẩm thì tôi mua bao nhiêu thì tôi bán được bấy nhiêu, đúng không nào? Vì người ta rất là sợ mua hàng nhái hàng giả trên thị trường hiện nay. Quý vị nhớ nhé, hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Và bất kể quý vị mua ở ngoài thị trường là đều gần như là 99% là hàng nhái hàng giả. Tại vì hiện nay bất kể một cái gì, kể cả 200.000 bán chạy ở trên thị trường là lập tức thị trường có hàng giả hết. Cho nên là quý vị mua ở ngoài thị trường là cẩn thận, trừ khi là quý vị mua trực tiếp và người nhà của quý vị đưa hàng cho họ thôi. Chứ còn nếu không thì hàng giả hết. Vì thế nếu như chúng ta muốn lên cái cấp bậc đó là cấp bậc Writing Star. Writing Star này thì chúng ta chỉ cần có 4F1 và họ đều mua ở mức là 7 pack. Và doanh số 2 nhóm, mỗi nhóm là 1.000 điểm. 2 nhóm có 2.000 điểm như thế này thì chúng ta sẽ lên cấp bậc Writing Star. Writing Star chúng ta sẽ có thu nhập là 2.200 đô la. Nó chưa bao gồm là cái thu nhập ở khoản thu thứ 5, đó là thu nhập matching bonus, tức là 80% thu nhập của những người trong hệ thống từ tầng 1 cho đến tầng 7 của chúng ta. Nó chưa có thu nhập đấy, tôi chưa tính được cái thu nhập đấy. Tôi mới chỉ tính ở cái mức là thứ nhất là thưởng trực tiếp của 4F1. Thưởng trực tiếp của 4F1 ấy, thì chúng ta sẽ có cái khoản thưởng đầu tiên đó là 1.000 đô. Khoản thưởng hoa hồng nhanh thì với cứ 2F1 thì tích lũy lại là đủ 500 điểm thì chúng ta có 500 đô, đúng không nào? Đây chúng ta có 4F1 thì chúng ta sẽ được thưởng là 2 lần 500 đô, tức là được 1.000 đô. Và thứ ba chúng ta được hoa hồng nhóm là 20 lần cái cân cặp của 200 điểm. Cho nên chúng ta sẽ là 20 đô nhân với lại 20 lần của 20 đô thì chúng ta nhân 2 là 100 đô hoa hồng nhóm. Thu nhập thứ tiếp theo là thu nhập trên thu nhập thì chúng ta chưa tính được, tại vì chúng ta còn phải là cái F1 của chúng ta có thu nhập nữa thì chúng ta mới biết cái khoản thu nhập này, cho nên tôi để trống. Khoản thưởng doanh hiệu của Writing Star chúng ta sẽ có thu nhập thưởng là 100 đô khi chúng ta đạt cấp bậc này. Giờ nào, giây nào cũng được, miễn là cứ đặt thì chúng ta sẽ có thu nhập cái khoản này. Và tổng của chúng ta ở cái mức Writing Star này nó sẽ có thu nhập là 2.200 đô la, chưa bao gồm cái matching bonus, tức là chưa bao gồm thu nhập trên thu nhập. Và quý vị lưu ý ở đây với QRE có bất kể là 7 khoản thưởng. Nhưng dù có 7 khoản thưởng thì cái điều kiện của chúng ta để nhận thưởng đó là cá nhân chúng ta dùng cho bản thân mình là 25 PSV mỗi tháng, tức là 25 điểm một tháng. Và chúng ta có 2F1 ở hai bên. Cho nên thường như là cá nhân tôi ấy, thì tôi làm luôn cá nhân tôi và 2F1 là chính là của tôi luôn, để tôi đề phòng là trong cái trường hợp mà không có 2F1 ở hai bên thì tôi tự mua vào thì tôi dùng, tại vì dùng 25 điểm thì nó không đủ với các gia đình nhà tôi. Cho nên là tôi để giữ những cái vị trí vàng như này thì tôi làm luôn cái ba trung tâm như thế này. Mà trong trường hợp nếu mà không có 2F1 hai bên thì cá nhân tôi mua luôn vào hai cái trung tâm như vậy, tại vì doanh số nhóm của tôi vẫn có khi mà nó giữ, nó bảo lưu. Thì vậy thì chúng ta để mà bảo lưu được doanh số thì chúng ta phải có 25 điểm, tức là dùng hàng thường xuyên 25 điểm mỗi tháng, và có 2F1 hai bên để được thưởng cái khoản hoa hồng này. Thứ ba đó là cái Shooting Star. Với cái Shooting Star này thì chúng ta sẽ có được cái nguồn thu nhập là 6.450 đô. Và đây là cái khoản thưởng khi mà chúng ta tuyển trực tiếp, hoặc là chúng ta họ gọi là lên cấp bậc. Tại vì hàng hóa của chúng ta vẫn được bán với cái giá là trực tiếp bằng cái giá chúng ta mua về. Nhưng mà chúng ta vẫn được thưởng cái hoa hồng. Và với càng cấp bậc càng cao ấy, thì cái hoa hồng của chúng ta tối đa chúng ta có thể lấy về được lên đến hơn 60%. Nhưng với những cái cấp bậc thấp như này thì nó rơi vào là chúng ta sẽ thu về được cái trên doanh số là nó rơi vào khoảng 40% trên cái điểm như thế. Cho nên với cấp bậc là Shooting Star thì để mà làm và chúng ta sẽ có được cái thu nhập nếu có 8F1 trực tiếp. Và ở 8F1 trực tiếp này với cái gói đó là gói 500 điểm, tức là gói 10 pack ấy, thì chúng ta sẽ có thu nhập là 6.450 đô. Chưa bao gồm là cái khoản thưởng matching bonus, tức là thu nhập trên thu nhập. Mà
cấp bậc tiếp theo đó là Rockstar. Rockstar nếu như chúng ta có 10 F1 trực tiếp tách 7. Và thậm chí là cá nhân tôi còn đang cái kế hoạch đó là gì? Cá nhân tôi sẽ mua luôn 10 cái F1 này, là 17, 10, 10 cái pack này để tôi bán hàng. Nhưng mà tôi vừa được cái hoa hồng trực tiếp đây luôn rồi, nhưng mà hàng thì tôi vẫn bán được trực tiếp như thế và giúp được thị trường ở mức kho như bây giờ. Thì 10 pack 7 này thì cá nhân tôi sẽ có được là 10 F1 trực tiếp, tức là 10 cái đơn hàng trực tiếp từ cá nhân tôi. Và thưởng thì đã lên đến là 8.625 đô. Chưa bao gồm là cái matching bonus, tức là các F1 mà tôi cài đặt vào. Đấy, và anh chị giúp tôi là tắt hộ tôi cái mic đi. Thực ra là khi mà nói thì cố nói thì là sẽ rất là khản cổ. Cho nên là ở cái mức Rockstar ấy, thì chúng ta sẽ có được cái thu nhập nếu chúng ta có được là 10 F1 trực tiếp, thì thu nhập của Rockstar nó rơi vào 8.625 đô, chưa bao gồm là matching bonus. Điều kiện của Rockstar thì chúng ta cần là 5.000 điểm doanh số mỗi một nhóm. Chúng ta cần hai nhóm và doanh số của mỗi một nhóm là 5.000 điểm. Và nếu chúng ta có pack 7 thì nó sẽ rơi vào 10 pack. Còn nếu chúng ta pack 4 thì nó sẽ rơi vào 17 pack. Đấy, tùy chúng ta tính toán để chúng ta lên được các cấp bậc cho nó hiệu quả. Tại vì khi chúng ta lên cấp bậc ấy, thì cái tiền hoa hồng nhóm, tức là cái tiền cân cặp ấy, nó sẽ tăng dần từ 20 đô, 25 đô, 30 đô khi mà tiền cân cặp, tức là nó sẽ tăng lên khá là nhiều với cái tiền cân cặp này. Vì cân nhóm, cân cặp nó sẽ tính sâu vô cùng, không tầng, không đời mà tính doanh số sâu vô cùng. Nó chỉ tối đa là 50.000 đô một tuần thôi, cho nên nó tính sâu vô cùng. Chính vì thế chúng ta càng lên cấp bậc ấy, thì cái tiền thu nhập này nó càng cao và cái cân cặp này nó càng được nhiều hơn. Cho nên là chúng ta sẽ cân đối để mà có thể lên được cấp bậc. Và cái thu nhập ở mức Rockstar là như vậy. Và tiếp theo, nó là cái cấp bậc này thì nó nguy hiểm lắm. Đó là cấp bậc Superstar. Mà mọi người hay nói rằng Superstar sẽ có thu nhập khoảng 10.000 đô một tháng. Mà trước khi mà tôi có thể giao lưu với quý vị ở cấp bậc là Superstar, thì có anh chị nào muốn chia sẻ với tôi là anh chị muốn ngay lập tức lên cấp bậc Superstar không? Chú Chính rất là nhiều lần muốn bật mic, chắc là chú muốn chia sẻ gì đúng không? Lê Công Chính này. Chú có thể bật mic chia sẻ được không? Alo, chú Lê Công Chính gì đấy? Chú Lê Công, chú có muốn chia sẻ gì không chú? Chú Lê Công Chính ạ. Chú Lê Công Chính. Rồi ok. Và tôi cũng biết rằng là nhiều anh chị vừa hoàn thành cái cấp bậc là Rockstar vừa xong ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Là có hai anh chị vừa hoàn thành cấp bậc Rockstar xong, nhưng mà anh hùng núp, tức là không muốn lộ diện, tại vì còn muốn là khi mà tôi lên Diamond, tức là các anh chị nói rằng là phải lên Diamond cơ thì các anh chị mới xuất hiện, xuất đầu lộ diện. Vậy thì cái nhóm này nó không còn gọi là team gọi là champion nữa, mà cái team này nó gọi là team tạo ra cái nôi nào tạo ra Diamond luôn, tức là tạo ra những người mà Diamond. Tại vì là họ thực sự là cái kế hoạch mà khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày làm việc với các anh chị đó thì thấy rằng là cái kế hoạch của các anh chị toàn là Diamond thôi, chả có ai mà ở cấp bậc dưới Diamond cả. Tức là cái kế hoạch của họ đặt mục tiêu và lên cái kế hoạch để đạt được Diamond. Cho nên là khi mà làm việc với các anh chị trong thành phố Hồ Chí Minh thì thấy rằng là thực sự là họ làm việc rất là quyết liệt, và họ đã chọn là họ chiến, một là chiến, hai là biến. Đấy, chứ không có nửa vời nửa chừng, tại vì tất cả mọi thứ nó không chờ đợi chúng ta gì cả. Và đã chiến thì là phải chiến điên cuồng, đã chiến là phải chiến hết mình thì mới đạt được cái mong muốn và cái mục tiêu của chúng ta. Còn nếu mà không, chúng ta làm vật vờ, làm lơ tơ mơ một ngày, còn không biết là mình sẽ làm gì trong ngày, ngày hôm đó còn không biết rằng là mình sẽ chia sẻ với bao nhiêu đối tác, và còn không nghĩ đến cái query như thế nào, thì quý vị rõ ràng là không có trong đầu của mình cái mục tiêu. Tại vì khi chúng ta đạt được mục tiêu ấy
là chúng ta phải nhìn thấy luôn luôn trong đầu của chúng ta xuất hiện cái mục tiêu của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta mới đạt được. Nếu như mà ví dụ, tôi ví dụ nhé, cái câu chuyện mà gọi là yêu nhau ấy, thì nếu như một người ngồi cạnh nhau mà đối phương không bật cái công tắc là tôi cần tìm hiểu hoặc là tôi muốn tìm hiểu, thì không bao giờ chúng ta bắt sóng được với nhau để mà tìm hiểu. Cặp bồ cũng như thế, hai cái đối tượng phải bắt sóng, phải bật wifi lên thì mới bắt được nhau. Hoặc là chúng ta muốn mua ô tô hay mua xe máy, mua bất kể cái loại gì thì ra đường chúng ta toàn nhìn thấy cái xe đấy thôi. Quý vị có công nhận với tôi không nào? Thế nhưng mà chúng ta tham gia với QRI và đặt mục tiêu nó 10.000 đô một tháng, và mục tiêu của chúng ta là giúp được các cái F1 của chúng ta và tìm kiếm các cái F1. Nhưng mà chúng ta thậm chí còn không chia sẻ, còn không đưa thông tin, còn không gọi khách hàng và không đưa cái cơ hội QRI cho người ta, và ngồi mong là chúng ta sẽ có được 10.000 đô một tháng. Cái điều đấy tôi nghĩ là nó không tưởng. Cho nên là nếu như mục tiêu của chúng ta không có, trong đầu của chúng ta không có kế hoạch, không nghĩ về nó một chút nào, thì tomorrow never come. Có nghĩa là ngày mai không bao giờ đến. Ngày hôm nay không bắt đầu, ngày hôm nay không thay đổi, ngày hôm nay không làm, không đặt mục tiêu, không nghĩ về nó, không có một cái gì trong đầu của ngày hôm nay, thì đúng là tomorrow never come. Tức là ngày mai không bao giờ đến.